Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 12 tháng 6, hôm nay nắng nóng ở khu vực tỉnh thu hẹp vùng ảnh hưởng, chỉ còn duy trì ở khu vực phía Bắc với mức nhiệt cao nhất từ 33 đến 35 độ, các khu vực khác với mức nhiệt thấp hơn từ 31 đến 33 độ. Dù mức nhiệt có giảm nhưng các khu vực này vẫn oi bức vào thời điểm trưa chiều. Chiều và tối nay do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên vài nơi trong tỉnh có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 12 tháng 6 năm 2022, mực nước cao nhất 365 cm xuất hiện lúc 11 giờ 15 phút, thấp nhất 150 cm xuất hiện lúc 6 giờ.